Dạ. Con không đánh nó nhé. Thank you.
hỏng thôi ạ. Thank you.
Em với hai đứa ở nhà nhé. Vâng chị. Em với hai đứa ở nhà nhé. Vâng chị sợ bán. Nào. Bên nhá. Nào, ở nhà với mẹ nhá, ngoan nhá. Ba đi chờ đây không khóc nữa nhá. Bye bye. Thank you.
Ai thế? Danh nói gì? Danh biết mẹ con em ở đây mà em kiếm. Anh sao em bỏ lại anh đó, anh đi, anh đi.